Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một ngày mới mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người top 5 loại sữa cho trẻ sơ sinh tốt nhất hiện nay. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, một số mẹ bỉm sẽ không có sữa hoặc không đủ sữa để nuôi bé. Vì vậy, các mẹ bỉm có thể tham khảo một số loại sữa dành cho trẻ sơ sinh dưới đây. Sữa Meiji. Meiji là một trong những loại sữa dành cho trẻ sơ sinh tốt nhất Nhật Bản. Với thành phần gồm các chất dinh dưỡng thiết yếu giúp trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần, nên Meiji được nhiều mẹ bỉm lựa chọn để thay thế sữa mẹ. Ngoài ra, Meiji còn là một trong những loại sữa có hàm lượng DHA nhiều nhất trên thị trường. Đây là chất thường được tìm thấy ở cá hồi, giúp bé phát triển trí não và trí thông minh. Sữa Similac Nhauser. Similac Nhauser là loại sữa dành cho những trẻ sơ sinh nhẹ cân, thiếu thắng cần bổ sung dưỡng chất để phát triển. Trong Similac Nhauser có nhiều khoáng chất, vitamin và chất đạm giúp thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể. Sữa Enfamin. Sữa Enfamin số 1 được thiết kế riêng cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi với hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh. Được bổ sung BZ Biotic, sữa Enfamin số 1 giúp tăng cường sự bảo vệ tự nhiên cho trẻ sơ sinh. Nó cũng có dư lượng DHA, sắt và chloride, giúp nuôi dưỡng não bộ và hệ tiêu hóa cho các bé. Ngoài ra, Enfamin số 1 cũng được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng vì nó không chứa chất bảo quản và chất kháng sinh. Sữa Optimum Gold được sản xuất dựa trên sự hợp tác của Vinamilk và tập đoàn DSM Thụy Sĩ. Được sản xuất theo công nghệ tiên tiến nên đây là một sản phẩm chất lượng và được đánh giá rất cao. Optimum Gold gồm nhiều chất dinh dưỡng, giúp phát triển trí não như lutein, choline, taurin, omega 3, omega 6. Ngoài ra sữa còn được bổ sung thêm hệ men vi sinh B12, giúp tăng lợi khuẩn đường ruột, giúp bé tiêu hóa tốt hơn. Sữa Fuzzy Solac số 1. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại sữa công thức giàu chất xơ BZ Biotic, các axit béo quan trọng như DHA, chất dinh dưỡng tự nhiên có trong sữa mẹ thì hãy lựa chọn Fuzzy Solac số 1. Fuzzy Solac giúp nuôi dưỡng hệ tiêu hóa, hỗ trợ tăng cân và phù hợp với hầu hết các bé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip sau.